Vâng, chào tất cả các bạn. Trong một cúp xe tải 3 tấn rưỡi chạy bằng B2 thì có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới ra lò, năm sản xuất mới nhất, đó là Chiến Thắng 3-48 đời 2024 ạ. Chiến Thắng là một trong số nhà máy mở nhanh chân nhất cho ra đời những sản phẩm đời mới nhất thời điểm giờ. Các hãng xe khác thì bây giờ loanh quanh đâu đó vẫn chỉ có đời 2023 thôi, chưa kịp ra đời 2024. Và khéo khả năng vẫn còn cả đời 22 ấy. Nhưng đối với cả Chiến Thắng đã có 2024 ạ. Đấy, xin giới thiệu đến tất cả các bạn Chiến Thắng 3-48 đời mới nhất 2024 ạ. Cái mẫu xe 3-48 của Chiến Thắng này thì nó cũng gần giống tất cả các dòng xe khác của các hãng khác ở Việt Nam mình. Nhưng nó có một cái lợi thế hơn. Đối với dòng xe Chiến Thắng này thì chúng ta có thể vừa chạy trung chuyển vừa chạy săn lấp. Nhưng đối với cả Chiến Thắng, chúng ta ưu tiên hơn để chạy săn lấp và chạy các đường khó. Vì sao thế? Vì chúng ta có bộ cầu lớn, bộ số lớn và cái khối động cơ lớn. Nhưng trước mắt chúng ta cùng tìm hiểu xem là Chiến Thắng này, đời mới này, 2024 này, có gì không ạ? Vẫn là một phiên bản nó giống đời 2023 thôi ạ. Không có gì hơn, không có gì hơn, nhưng nó là đời 2024. Mới nhất tội gì chúng ta phải chọn cái đời 2023 đâu ạ. Cứ đời mới chúng ta chơi. Đó, Chiến Thắng. Đây, đèn vẫn là đèn đứng này. Có cả gương cầu này. Vẫn logo của tổng giám đốc mãi này. Chúng ta phải nhìn thấy đây. Vẫn đường mạ chrome sáng bóng này. Đó. Vẫn là gương 2 tầng này, soi lốp này. Vẫn là thiết kế như vậy. Vẫn là cái lốp 750-16 này. Đó. Và đây, cái chiếc xe 3-48 của Chiến Thắng này, nó là một cái sản phẩm mà chúng ta để chuyên chạy đường khó và để chạy xe lấp ạ. Đây ạ, tôi giới thiệu được các bạn. Đầu tiên, nó là cái khối động cơ. Một cái khối động cơ của Chiến Thắng kết hợp với cả tập đoàn Phao. Động cơ Phao. Đó. Với công suất máy là 64 kW thôi, nhưng nó có một cái dung tích xi lanh là khá là lớn. Đối với cả động cơ Phao này, dung tích xi lanh lớn. Chúng ta tha hồ mà đè ga, đạp ga để có thể vượt lầy lội. Đó. Kèm theo đó là hộp số lớn, ly hợp lớn. Theo tôi đánh giá thì Chiến Thắng lắp hai cái loại hộp số lớn này và ly hợp này và cầu này là lớn nhất trong phân khúc luôn ạ. Lớn nhất trong phân khúc. Đó. Chính vì vậy chúng ta có một cái cỗ máy, một cái con xe mà chúng ta có thể là vượt lầy lội được. Kể cả các bác ở trên vùng núi nhá, không cần phải chạy hai cầu. Đường nếu mà không dốc quá thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được 3-48 một cầu này của nhà máy ô tô Chiến Thắng. Nhìn này, ly hợp lớn này, số hợp lớn thế này cơ mà. Và cầu lớn, trục các lăng to. Đó. Còn cái thùng của nó thì chúng ta vẫn có một cái thùng mà đâu đó nó chỉ khoảng độ xấp xỉ 3 khối thôi. Vì tải trọng nó có 3-48 mà. Thùng nó vẫn chỉ xấp xỉ 3 khối thôi. Nhưng bề ngang của nó rộng hơn, bề ngang rộng. Đấy. Lốp thì vẫn là lốp DRC, lốp Đà Nẵng 750-16. À, cái này nữa. Tất cả các bình dầu này, bình hơi này đều là hợp kim nhôm hết nhá. Đó. Đều có logo của công ty công nghệ cao 4.0 nhá. Từ bình dầu đến bình hơi. Con này thì không giống như Trường Giang hay một vài cái hãng khác thì nó không có cái bình khí thải đi kèm đâu. Nó không có bình khí thải đi kèm. Và đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây. Cầu lớn chưa ạ? Cầu lớn và cầu này là cầu chậm. Cầu chậm. Chính vì thế chúng ta có cái chiếc xe mà khá là khỏe. Rất khỏe đấy ạ. Nếu mà để nói trong phân khúc thì chỉ thắng 3-48 gần như là khỏe nhất. Với cầu chậm này và to như này. Kèm theo nó thì Jeep vẫn là Jeep bò 2 tầng nhá. Nếu mà để chúng ta chạy nguyên bản nó đâu đó khoảng 3,5 tấn hoặc là vượt tải một chút đến 4 tấn hơn 4 tấn thì gần như không phải đội nhíp đâu. Các bác ngày xưa thì cứ trước đội của hai lá, à trước của một lá sau của hai lá, nhưng thời điểm giờ nhíp của 3-48 Chiến Thắng thì gần như không phải đội. Tại chúng ta có chạy quá tải mấy đâu. Chạy nguyên bản mà. Đó. Thùng thì khá là dày dặn. Đấy. Chiếc xe đời mới 2024 của nhà máy tôi Chiến Thắng. Đấy. Điện 24V đưa hết ra ngoài. Kể bình dầu. Đây ạ. Bình dầu thủy lực. Cũng hợp kim nhôm.
chúng ta có thể nhìn đến khối động cơ này, khối động cơ của FAW, một khối động cơ mà chúng ta có công suất lên đến 64 kW. Và bước sang đời 2024 rồi thì chúng ta không có gì phải lăn tăn khi lựa chọn cái dòng sản phẩm mở đời mới nhất, đó là chiến thắng 2024. Với cái mức giá thì cũng như chỉ 2023 thôi. Đó, giá không đổi mà lại được đời mới. Và tôi xin tiết lộ một chút cái mức giá của chiến thắng 2023 thì chúng ta đâu đó chỉ cần trên dưới 100 triệu. Trên dưới 100 triệu đã có thể sở hữu chiếc xe chiến thắng đời mới 2024 3x18 rồi. Đó. À quên, bây giờ chúng ta đi vào trong nội thất một chút nhỉ. Trong nội thất chúng ta có một vài cái điều hay ho đấy. Xin mời các bạn. Rồi. Đây. Tôi đang ngồi trong cái nội thất của con 3x18 chiến thắng. Cái điều hay ho đầu tiên ấy, đây ạ. Thứ nhất là cái hộp số của nó là hộp số 5 số tiến 1 số lùi. Và đây ạ, chúng ta có cái lẫy chuyển rùa thỏ giống như là số 2 tầng. Rất tiện. Đấy, các bạn có thể nghe thì nó đóng ngừng hơi đấy ạ. Phịch 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 đấy. Đấy, rất tiện. Không phải như một vài hãng khác mà chúng ta phải bật công tắc hay gì đấy, nhưng chiến thắng cho lên cần số này. Đó. Và tất nhiên rồi, chúng ta có điều hòa. Đây nữa. Nên xuống kính điện. Nên xuống kính bằng điện. Đó. Dạ. Còn vẫn có một cái tay trang lên xuống men ở đây. Phanh tay. Đóng mở cốc men. Đó. Ngồi khá là thoải mái. Cái vô lăng thì vô lăng 4 chấu. Đẹp. Và có một điểm nữa mà khi mà thời điểm giờ các bạn mua chiến thắng 3x18 đến với chúng tôi sẵn sàng tặng các bạn ghế bọc da nhá. Ghế bọc da. Ghế nguyên bản của nhà máy thì là ghế nỉ thôi. Nhưng mà đến với chúng tôi tặng các bạn ghế bọc da. Đó. Như tôi chia sẻ thì thời điểm giờ các bạn chỉ cần đâu đó trên dưới 100 triệu đã có thể sở hữu chiếc xe 3x48 của chiến thắng đời 2024 rồi. Các bạn cần tư vấn thêm gì về xe hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhá. Sẵn sàng tư vấn đến các bạn 24/7. Số điện thoại tôi để dưới màn hình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.